cái tre kìa ha, cái vòm tre giống như trái tim nhá, giống như cổng cầu hôn vậy đó, thấy không? Con thấy không? Thấy giống như cổng cầu hôn không? Đây là cái chòi quan sát. Con lên chòi quan sát không? Rồi như vậy thì đấy là cái chúng ta nói là trong chiều nay nè, thì cái xe nó lắc như vậy đó, xe nó phối hợp là đi bộ, các bạn lưu ý nha, phối hợp đi bộ một chút. Và như vậy thì cái đoạn đi bộ đó thì những cái gì mà không thật sự cần thiết thì ngay chỉ với các con để ở ngoài xe. Trời ơi kinh khủng, con thấy không? Không biết cây gì. À cây nhọc lá nhỏ. Cái tung nữa. Tung phải tung nha. Cái tung này có tên gọi khác nữa là cái đăng. Tuy nhiên cho dù tung hay đăng thì chúng ta lại không biết đến, hoặc là ít biết đến là vì sao nào? Vì sao? Tại vì rừng nguyên sinh ở Việt Nam ta tàn phá hầu như không còn nữa rồi. Đấy, nói về công tác bảo tồn các bạn. Cái thứ hai nữa là những công việc mà chúng ta làm nó không liên quan đến rừng, đến cây, tức là cha mẹ con đó. Cái thứ ba nữa, chúng ta còn nhỏ, ta còn học nên ta không có đi rừng nhiều hay không có đi nhiều nên ta ít biết đến là lý do như vậy. Cái tung này thì không riêng ở Việt Nam ta có mà một số quốc gia khác cũng sẽ có. Đặc biệt ở Campuchia, anh chị nào đã đi Campuchia mà đi cái tour Siem Reap thì nhất định đi cái đền Angkor Wat, có đúng không? Nó là một trong cái tour rất đặc biệt, đúng rồi, nó một cái đền mà nó làm biết đền tháp ở đấy. Sau này nếu có con nào đi rồi thì sẽ nhớ ra, còn chưa đi thì nhớ hôm nay, hôm sau ta đi, hôm đó đi rừng Cát Tiên chú bị chú nói cái đó thì hôm đó con đi Angkor. Cái đền Angkor là một trong đền rất là nổi tiếng trên thế giới. Và như vậy thì chỉ có những khu bảo tồn nguyên sinh hay là những khu rừng nguyên sinh thế này chúng ta mới có thể dễ dàng bắt gặp. Bảo tồn nguyên sinh là gì nào? Tức là chúng ta chưa tàn phá tới, tức là nó sinh ra thế nào ta để nguyên sinh một cách như vậy đó, ta hiểu hôm nay như thế. Và trong chuyến đi này thì chúng ta đi xe cho nên chúng ta chỉ tham quan những điểm đại diện, không phải là tham quan hết Cát Tiên này được. Và rất nhiều người đang nhầm tưởng rằng là Cát Tiên này có một cây duy nhất này mà thôi, và cho nên là các bạn vào một cái trang mạng nào đó hay một cái thông tin nào đó các bạn gõ vào thì thấy cây hình ảnh cái này nổi rất nhiều, đúng không anh chị, đúng không? Đúng là vì sao? Là vì gần, gần và dễ đi đó. Ai cũng có thể đến được hôm nay này, ai cũng đến được, trẻ em đến được, người già đến được, cao tuổi đến được, ít tuổi đến được đấy. Cho nên là người ta nghĩ rằng ô có một cây thôi, nhưng mà không phải đâu, nó chỉ gần và dễ đi mà thôi. Ba Hưng ngày mai chụp hình nè, chúng ta đi bầu số, có lẽ là trên đường đi bầu số tôi gặp cái cây to cái này này. Wow. Chẳng hạn như vậy đó, tùy vào các cái cung điểm khác nhau để chúng ta có thể đến. Tuy nhiên cái tung này được xem là một trong cây gỗ đẹp, có đẹp không? Đẹp. Đẹp, rất đẹp. Đẹp bằng cái gì nào? Đẹp bằng cái bành về cái bè này đó, đẹp bằng cái một cái chỉ đó, thấy không? Đó, bằng xanh nó đẹp cái bè cái bành ra. Như vậy thì cái độ đẹp mà chúng ta đang ví cho nó giống cái gì nào? Giống bệ phóng tên lửa nó phóng lên bầu trời, có giống không? À. Giống cái thuyền buồm. Ra thế. Cái thuyền buồm này, cái thuyền này, giống cánh máy bay này, giống con trăn, con rắn hổ mang, giống con bạch tuộc, tức là các xúc tu chúng ta đang đạp lên đây này. Giống con khủng long, giống bức tường thành mình xây đây này, giống tấm phản, rất nhiều thứ mà ta đang ví von. Tuy nhiên mà cái nét xấu ở trên cây mà cho con người ta tạo nên, cái điểm xấu mà cho con người ta tạo nên, các bạn nào nhận ra không? Có. Nhận ra cái gì nào? Cái gì? Cái gì? Thẳng thẳng mà chúng ta nhìn vào cái này. Đúng rồi. Tên. Sự gì? Nhỏ bé. Bảo. Cần đi đâu xa đúng không? Rồi vòm Diệp quay lại đây. Vòm ơi Diệp ơi. Nghe không? Quay lại đây, quay lại đây. Hãy quay lại đây. Đó. Diệp lá kìa. Rừng lá đỏ. Đó. Nè, thì chúng nói ở miền Nam chúng ta đó, thì có hai mùa, sáu tháng một nắng, bảy tháng mùa mưa, đúng không? Mùa mưa chúng ta.
ta là có những bạn mà không được nhận nước rất bình thường, như vậy và cơ thể chúng ta khoảng hơn 70% là nước đấy. Và khi mà mùa khô đến thế này này, nhưng mà mạch cũng tập xuống thấp rồi, còn trên này không có mưa. Bà thật là ngầu quá đi, bạn ấy lắc cho một phát là bà tối cơm. Đừng đùa, đừng đùa. Thưa các chị, đây là một cái hiện tượng được xem là một bệnh tích của cây. Bệnh tích tức là gì nào? Đó là khi mà như con người chúng ta đấy ạ, khi mà gặp một bệnh tích nào đó thì nó bị u nần, đúng rồi đó, bị bướu, bị u cục như vậy. À, có một cái điều đặc biệt đó là những cái con người chúng ta thì tìm một cách nào đó để chúng ta phải cắt bỏ đi. Một với cây thế này chúng ta phải tìm mọi giá và giữ lại. Là tôi gọi là nu đó quý vị. Và những cái nu này người ta hay săn lùng nó để người ta cắt, người ta xẻ ra thì người ta đóng bằng bàn, bằng ghế đó. Dạ, rất là tập quý và rất là đẹp. Và không phải cây nào cũng có, cho nên nó đẹp như vậy. Cái nền này là nó bám cái bèm bao luôn, ôm luôn. À, mấy cái này cái sơn nó ra. À, và các chị thấy không, là không phải cây nào cũng có đâu ạ, cho nên là rất hiếm. Là cái cây sống trên cái thân cây. Vâng ạ, đúng rồi, vô cùng đẹp đúng không anh chị? Tại vì bản thân nó là nó thân cây mà nó cứ xoắn tròn ở trong một cây như vậy đó, nó sẽ tạo thành một cái điều đặc biệt, đó là những cái hình hài, những cái vân gỗ đẹp. Thế xuống đây bơi được rồi. Mét 3 lận nó bơi được. Là cây si đó, cây si nó đen vào đó. Ở đây đẹp. Trời, nước nó trong kìa. Trời, nước nó trong kìa. Thứ nhất là các bạn không nhảy. Đây có những lúc cấm nhảy là tại sao cấm mét đến 1 mét 3 thôi chứ bạn không nhảy nha. Cắm đầu xuống là nguy hiểm nha. Tại vì dưới này nó có nền đá này. Các bạn nhảy cá xuống kìa. Cái thứ hai nữa là cái chỗ lên xuống của bạn này. Mẹ nghe con. À, cẩn thận trượt chân mon. Ồ. Con, đừng có đụng giày xuống nước bởi vì ngày mai mình còn đi rừng nữa con. Ba lô. Bơi chứ. Không, xuống ghê luôn á. Các chị thấy có một điều đặc biệt là chúng ta có thể hoạt động cả một ngày trong rừng, ra mồ hôi và rất gần mệt mỏi, nhưng khi ta khô lại rồi thì kéo cả đấy. Thiếu men men hả? Giờ là 4:50 nha. Mát cực kỳ, trời ơi. Hot button, bam, bam, bam.
gần 6 giờ sáng. Nó chạy rồi.
bờm xuất sắc thì có thể nhìn được ngay cả đứng nghe thấy không? Đứng nghe thấy không? Chào nó nha. Chào nó, thấy con không? Dùm lên không nhìn thấy rồi. Nó sợ giờ nó chạy lên rồi, nó sẽ bị xăm, nó bản năng nó sẽ. Giơ cái tai lên nó nghe.
cây trắng là gì? Thì ra là vậy. Một đàn luôn, một đàn luôn. Chạy tới xíu cho bác tài ơi, sao che mất đâu rồi. Sao bác tài lại ngăn? Rút cũng cây rồi bác tài ơi. Có thấy không con? Rút cũng cây bác tài. Mít, mít, ba bạn đi kìa con. Mon chụp đi Mon. Ba con đó. Nó rất xa luôn á. Quá trời luôn ha. Đang nhìn thấy trước luôn á. Đang nhìn thấy cổ như một đàn luôn. Wow. Các con có bầu kìa. Còn có bầu to, cái bụng to đấy. Đó, các bạn đang đứng đầu của con. Thấy cái bụng to không? Đó, bạn to nhất đó là ban bầu đó. Không có đèn mà nó tối như vậy đó. U hai con này nữa. Con này có sừng. Bảo xuống đi con, thôi mình đi vô đi. Bảo với ông màu bên thì thôi rồi. Thôi, xuống ăn đi, thôi ăn đi. Đi vô đi. À, lấy cái cục than cháy sẵn ở đây vô. Này có phải đổ xăng vô đốt không em? Hay là chỉ lấy cái củi ấy thôi? Dạ không chị ơi. Lấy củi dầu hả? Dạ. Cái này là củi dầu đúng không? Củi mùa này nó khô sẵn rồi, đốt cái là nó cháy kìa. Hay vậy luôn á hả? Dạ. Trời ơi, xuất sắc vậy hả? Ân ơi, vô đây mẹ pha thuốc con. Chụp anh với cái đống lửa hả? Đúng rồi, đúng rồi.
thấy không, thấy không? Ken xuất hiện rồi kìa. Ken đang gì? À, Ken đang vậy. Không, tụi nó không vô đâu. Nó không vô đâu. Sao dám vô? Thật ra thấy tụi này bắt đầu mới thấy tụi nó hạnh phúc biết bao nhiêu đúng không? Cưng nó chạy dữ kìa, đó con đau đầu đó, nãy hẹo hồn chơi chứ chịu không nổi á. Ủa sao đau đầu vậy, nó này bị không? Hay bị lắm. Mới đó, trời ơi, chụp CT luôn rồi. Ba nó còn la hết hoa là tại sao mà lại chưa con đi nữa cơ. Tôi là một chút vô của con mình lúc 18 giờ tuổi. Một người nào thua hoài luôn á, bị hoài luôn á. Bảo đừng đứng ở chỗ lên xuống con. Mấy em đi lên không được.